con. Bữa nay tình cảm không có đi hả? Không, tí tí nữa Thục đến sau, tại Thục phải chở một cái người làm chung á. Ở trong đi bác sĩ mà phải thấy họ lưỡi thì lưỡi dành đâu. Chuyển lên cho bà ngoại coi, chuyển lên cho bà ngoại coi coi coi. Nó cao quá ha. 11 tuổi tháng 12 này là nó, tháng 11 này nó 12 tuổi. À. 2 tuổi Mỹ á. Ừ. Đó, năm ngoái nó bằng ngày chị hỏi ông hai. Chị nhìn nó cao ngàn đó, cũng nhiêu đây rồi. Vợ con đâu? Không có lại hả Kiệt? Dạ hả? Dạ đi, ta tưởng nó là 14 tuổi gì con mà phải không? Đây mới đi cháo không à các bạn? Mới đi cháo. Đây là ông anh cục kèo. Anh Tam, anh này là về ở chung với nhỏ con gái đó. Đây là cũng con gái của anh đây. À, nhỏ bông đó. Đây là người chị thứ sáu. Đây chị vợ thứ sáu đó. Bà xã mình thứ tám. Đây là rể của chị, rể này bác sĩ mắt, bác sĩ hoa mắt. Đây là con. Cao hơn nữa cái đầu mà. Chào ngoại đi. Món gì? Quá ngon luôn, tôm hả? Tôm, rau muống xào hả vậy? Rau muống xào. Cơm chiên. Rồi, ăn đi mọi người. Cái này quay xong chưa? Quay xong mới được ăn rau. Rồi, quay xong rồi đó. Ăn đi con. Rồi ăn đi, xong rồi đó. Ok. Chị ba đứa phải không? Ok, ok. Cái này là gỏi của người Hoa. Mình ăn cái nhà hàng Thái thì gỏi của người Thái, còn cái này là gỏi người Hoa. Đúng rồi. Làm cũng chua chua giống vậy đó. Hả? Sao không biết? Ăn hoài thì không biết mà thôi.
Rồi món mới lên nữa gì đây? Súp đậu hả? Đây đã xuất quay. Đây tới màn lớp tà. Để muốn chết cô. Mình kia. Rồi, được rồi. Nó ăn chị kinh dư để mấy cái bông lên giùm. Giờ nó ra đem qua giùm. Cá chiên. Tôm. Thôi đồ ăn nhiều quá. Tôm chiên bột. Rồi món mới lên, mới lên nữa. Thịt bò hay gì đây? Rồi xin mời. Gấp đi. Nghe nói năm nay em nước lòng nước đặc sớm rồi bị lòng búa gì đó. Cứ có con đó là bị hết rồi. Không kịp. Bây giờ họ nó lên
Nước ngập hả? Lúa chưa chín mà nó ngập hết rồi. Thì rau muống phải không? Rau muống xào tỏi. Đi tôm nhiều quá. Tôm nhiều quá ăn hết. Kêu dễ đủ ăn à, hai dễ ăn hết. Thu go, thu go. Rồi, sắp chia tay. Tạm biệt nha các bạn. Giờ đi chơi. Giờ đi vòng vòng. Đi xuống chợ vòng vòng chơi các bạn ơi. Nhiều mi thế. Bye. Ba cái tên đó là ba tên của anh á, Phước Lộc Thọ của anh á.